tiếp theo tập trước khi linh nhi đưa ra điều kiện cá cược thiên linh hy thích chí cười ha 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 còn dương trần toát hết cả mồ hôi bên này tiểu hắc cũng tức giận sủa gâu gâu linh nhi nói với kiếm vô khuyết người trước đi kiếm vô khuyết bắt đầu thi triển công pháp một luồng khí bao quanh cơ thể hắn sau đó võ cũng hắc ám của hắn đã bộc phát ra tạo thành một con ác quỷ hiện lộ trên đầu linh nhi mắt chữ o mà mùng chữ a tí nữa thì rớt cả hàm xuống dương trần quảng cáo vật chủng của tiểu khuyết chính lại chiến ma võ chủng là vô thượng võ chủng được rèn đúc từ hắc ám bản nguyên thế nào phục chưa linh nhi toát mồ hôi than thở hai huynh đệ các người đều là biến thái hả dương trần đắc ý nói của ngươi chắc không cần xem nữa chứ thực hiện cá cược đi kiếm vô khuyết sắp được gái hôn thì toát cả mồ hôi vì ngại ngùng chụt một phát linh nhi đã nghỉnh cổ lên thơm một cái vào má kiếm vô khuyết kiếm vô khuyết vui quên đời đêm mê chìm trong cơn phê còn linh nhi ngại ngùng bỏ chạy dương trần quay sang nói với thiên linh hy linh hy tới lượt muội rồi thiên linh hy không nói gì mà chỉ tạo ra một luồn băng tuyết dưới chân sau đó băng phong đã bao quanh tạo thành một bức tường ngăn cách mọi người. Linh Nhi hoảng hồn gào lên, được rồi, được rồi, lạnh chết ta rồi, các người đều là biến thái. Dương Trần lại nghĩ, liệt kỳ võ chủng mặc dù ở trong thức hải của mình, nhưng căn bản không hề bị mình khống chế. Thiên Linh Hy ghé sát vào Dương Trần rồi hỏi, Trần tiểu tử, võ chủng của người đâu? Dương Trần tỏ ra ngạc nhiên hỏi, a, à, các người không thấy võ trùng của ta sao? Mấy đứa kia nghe xong thì ngu mờ e hát nó người, không biết thằng này nói linh tinh cái gì nữa. Dương Trần vênh mặt lên nói, võ chủng của ta là ẩn hình, hoặc có lẽ người ngoài không thể nhìn thấy được. Thiên Linh Hy run rẩy hỏi, ẩn võ trùng. Linh Nhi cũng thắc mắc, chưa từng nghe qua võ trùng sao có thể ẩn hình được. Kiếm vô khuyết cũng không tin nổi, chắc không đâu. Sau đó hắn lại nghĩ, không đúng, mấy tháng trước, mình rõ ràng đã thấy qua võ trùng hình mẫu của ca. Lẽ nào là xảy ra vấn đề gì đó? Dương Trần lại tỏ ra vinh váo, là các người kiến thức nông cạn thôi, chuyển cảnh phòng tu luyện. Dương Trần thở dài thầm nghĩ, mặc dù thăng lên tới võ trùng cảnh, nhưng lại không thể hiện hóa, nắm giữ được võ trùng của mình. Chuyện như vậy, e là nói ra cũng không ai tin có lẽ là do nam ly nguyên hỏa trong liệt kỳ võ chủng nam ly nguyên hỏa ở trong liệt kỳ võ chủng rất có khả năng không có thức tỉnh hoàn toàn hoặc là mở khóa các kiểu cần phải thôn phệ dung hợp năng lượng hỏa hệ của hải lượng nhưng mà nếu như nam ly nguyên hỏa trong liệt kỳ võ chủng thật sự dung hợp đủ nhiều năng lượng hoàn toàn mở khóa thì mình thật sự có thể chịu được sao mặc kệ đi trước khi chưa tìm được cách để khắc chế nam ly nguyên hỏa ở trong liệt kỳ võ chủng tuyệt đối không thể để cho liệt kỳ võ chủng hấp thu bất kỳ năng lượng nào chuyển cảnh thiên su đại lục trì ngoại trên một cái thạch đài có một cái ghế cũ nhìn trong tàn tạ vô cùng một cái bóng hình đen thui thủi lùi xuất hiện tên này lên tiếng ta cảm nhận được rồi khí tức của nam ly hỏa chủng đại bi ngươi đi một chuyến ở thiên su giới thay ta mang võ chủng về đây một tên hòa thượng chấp tay hành lễ đại bi nhất định sẽ tìm hoa chủng mang về cho ngô chủ chúng sinh thiên su đau khổ đã lâu phải cứu với một phen để tỏ rõ sự từ bị của ngô chủ lúc này có một tên hói đầu xuất hiện phía sau cười như được mùa kha 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 tên này là đại kinh hắn nói với tên kia chủ nhân đại bi trước giờ làm việc lo trước lo sau lê mê chậm chạp nhiệm vụ lần này vẫn là để cho ta đi vừa khéo thiên su giới ta quen thuộc vừa hay đi gặp đại bi phản đối ngô chủ từ bi nếu như để mặc cho đại kinh đi thiên su giới e là sẽ xảy ra đại chiến không có lợi cho đại sự của chủ nhân đại kinh cắn lại chủ nhân thiên su giới bây giờ cũng chỉ có là cửu thiên hơi khó nhằn một chút kinh tâm thần công của ta đã thăng tới thập bát trọng rồi vừa hay đi gặp hắn tên kia im lặng một lúc rồi trả lời vẫn là để đại bi đi đi đại kinh ngươi nhẫn nại chút trước mắt ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của lạc cửu thiên mặc dù chỉ một lạc cửu thiên nhỏ bé cũng chẳng tính là gì nhưng đạo ảnh sau lưng hắn không dễ đối phó đại kinh nghe xong tỏ ra khó chịu ra mặt nhưng hắn vẫn cung kính nghe lời vâng tên đen thui kia dặn dò đại bi đối với nam ly hoa Trùng. mấy ngày trước ta đã cảm ứng được khí tức rất mờ nhạt của nó nhưng trước mắt lại không cảm nhận được nữa chuyện này có chút kỳ lạ không được chủ quan đại bi chắp tay nói chúng sinh đều khổ đều ngu muội thiên su giới là bể khổ tiểu tăng chuyến này đi cho dù nó có khô cạn cũng phải mang nam ly hỏa trùng quay về tên đen thui lại khoát tay ra lệnh đi đi tên đen thui đuổi tên đại bi đi thì nghĩ đại bi tâm tính trí tuệ cái gì cũng đều rất tốt chỉ là sát tính hơi nặng lần này đi tới thiên su giới hy vọng hắn có thể cọ sát một phen dương trần lúc này đã xuất hiện ở trước một tòa tháp hắn ta liền nghĩ võ trùng chẳng cách nào tiến bộ được chỉ có thể nghĩ cách khác nag cao thực lực đi đại mật tàng trước xem thử vậy dương trần bước vào thì đã thấy đông hoàng uổng tài đi phía trước Dương Trần lập tức vẫy tay chào tên này, "Dô, khéo thế." Đông Hoàng uổng tay nghe xong lập tức cảm thấy chán ghét, liếc mắt nhìn lại, sau đó hắn nói một câu với Dương Trần, "Cái mặt của ngươi trông thật đáng ghét." Dương Trần điên tiết lên cắn lại, "Mặt của ngươi cũng chẳng đẹp được tới đâu." "Đúng rồi, có chút giống ngỗng đầu sưng, ngươi đã thấy ngỗng đầu sưng qua chưa?" Đông Hoàng uổng Tài tức điên lên cắn lại, "Ngươi mới trông giống ngỗng đầu sưng, cả nhà ngươi đều giống ngỗng đầu sưng." Dương Trần tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, "Uổng tài sư huynh, hình như ta cũng không hề đắc tội với huynh đâu nhỉ?" nhưng tại sao huynh lại đối xử với ta như thế đông hoàng ủng tài liếc mắt nhìn dương trần và nói hừ ta bực bội đấy tiểu tử ngươi với cái bộ dạng cóc lẻ ấy sao lại được tả sư tỷ coi trọng đúng là mơ mộng dương trần đương nhiên là éo biết nói gì với thằng này sau đó hắn mới nhận ra hả hóa ra là tên này thích tả thu giao à tả thu giao thì có gì tốt mà đến đông hoàng uổng tài cũng bị chinh phục sao ta cảm thấy còn không cả bằng linh hy ấy nhỉ dương trần đưa lệnh bài ra cho quản sự xem rồi nghĩ xem ra cái gọi là đình thất mai đó ta nhất định phải đi một chuyến đi xem xem tả thu do đó có gì đặc biệt thế là dương trần cũng đi vào bên trong kết giới đột nhiên vẻ mặt của dương trần trở nên hoảng hốt hắn nhìn xung quanh nơi này hài cốt vương vãi xương sầu tứ tán khắp nơi dương trần nhận định những bộ xương này có áp lực lớn quá xem ra những chủ nhân của thi thể này lúc còn sống đều có thực lực vô cùng mạnh chẳng trách đại tàng bí cảnh lại được phong làm nơi nòng cốt nhất của đông hoàng kiếm tông nhiều bộ xương của cường giả thế này chính là điều kiện ưu việt để hình thành tiên thiên tử khí đông hoàng uổng tài thấy dương trần đang ngơ ngác thì cả hiện ngốc luôn rồi à ta cũng lần đầu vào đây. truyền thuyết nói đây chính là căn cơ của Đông Hoàng Kiếm Tông chúng ta. chúng ta mới vào cũng được mở mang tầm mắt rồi. còn về những sự kế thừa vĩ đại kia thì đúng là mong ước xa xỉ. Dương Trần tỏ vẻ khinh bỉ nhưng vẫn nói. Đa Tạ nhắc nhở. thế là hắn quay người rời đi chỗ khác, bỏ mặc Đông Hoàng ủng Tài đứng một mình. Dương Trần tiến về một chỗ có một cái bộ xương. trên mình bộ xương con quái vật này phát ra ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt. sau đó uy áp từ bộ xương đè nén xuống người của hắn. Dương Trần tỏ ra ngạc nhiên. hửm, Thái Dương chân khí đã bùng lên. Dương Trần nhận định. Xem ra, những bộ hài cốt trong đại tàng bí cảnh này, tuy có chứa truyền thừa vô hạn, nhưng muốn khó được lại rất khó. Sau đó, hắn ngồi luôn xuống trước bộ xương con quái thú này, Dương Trần lại suy nghĩ, những bộ xương này có chứa một sức mạnh rất đáng sợ, đồng thời hình như còn là hệ hỏa nữa. Đột nhiên, hắn phát hiện ra bên trong lồng ngực của bộ xương, có một luồng tử khí xuất hiện. Dương Trần ngạc nhiên nghĩ trong lòng, vẫn còn nhiều tiền thiên tử khí thế à? Hắn bắt đầu nhìn quanh nhìn quất, như là một thằng ăn trộm, rồi nhìn tiên thiên tử khí bay lượn ra xung quanh, lòng tham lập tức nổi lên sau đó hắn chống cảm suy nghĩ bây giờ nếu hấp thu hết tiên thiên tử khí chắc chắn là sẽ bị phát hiện vẫn nên chờ cơ hội đã chuyển cảnh một canh giờ sau dương trần thầm nghĩ kỳ lạ sức mạnh này chẳng có phản ứng gì bỏ đi vào trong đó xem đã thế là hắn lò dò đi vào sâu bên trong thạch cốc nhìn cái bộ xương ngồi ven đường dương trần suy đoán chắc đây là xương của tu sĩ loài người rồi trên người bộ xương có một ngọn lửa màu xanh bốc lên dương trần nhận định lại là sức mạnh bất hủ hệ hỏa hắn bước tới gần rồi thắc mắc tại sao không ai tới đây lĩnh hội bên này Đông Hoàng uổng tài đang núp một góc quan sát Dương Trần. Hắn khinh bỉ tên đần này. Từ xưa đến nay đệ tử của Kiếm Tông chưa có ai có thể lấy đi một tia tiên thiên tử khí nào từ Tiên Hiền Nhai. Chứ đừng nói đến có được truyền thừa lớn mạnh. Ta còn tưởng hắn muốn làm gì, không ngờ lại đi tới đây. Dương Trần vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên bộ xương như thể hung thần ác sát bắt đầu hù dọa Dương Trần. Dương Trần cũng phải tái xanh mặt mày, không hiểu là có chuyện gì. Sau đó Thái Dương chân khí trên người hắn bùng lên dữ dội, bộ xương bên kia tự động ngồi xếp bằng rồi bay lên trên không. Dương Trần cũng ngu hết cả cái thằng người, sau đó, hắn thi triển ra Tham Thiên Kinh, bắt đầu thôn phệ ngọn lửa xanh trên thân thể bộ xương, chẳng mấy chốc mà bộ xương đã bị hấp thu hết ngọn lửa màu xanh, những ngọn lửa này cứ thế tiến nhập vào trong đầu của Dương Trần, những hình ảnh kỳ lạ hiền lên trong đầu hắn, có một lão già to lớn, vác một cây chùy to, rồi có một vị nữ vương đã chỉ huy quân lính, phía sau còn có mấy tên kỳ lạ, lão già to lớn cầm chùy dơ lên thật cao và nói, nhân tộc tự gường chúng ta sẽ phản kháng, chúng ta không phải là thứ bị đem đi làm thuốc, không thể bị nô dịch vì con cháu đời sau, chúng ta nhất quyết toàn lực đánh, chết cũng không tiếc núi. Lúc này, Dương Trần đột nhiên nhỏ lệ, khí thế của lão già kia làm cho dòng máu đang sục sôi trong cơ thể. Sau đó, một cỗ khí tức xâm nhập thẳng vào trong tức hải của Dương Trần, có mấy chữ hiện lên trên đầu hắn, sở dĩ chấp niệm được mọi người gọi là chấp niệm, bởi vì thà cô tịch nhiều năm tháng, cũng miễn cưỡng phải đợi được một người kế nhiệm. Hậu bối, ta có lệnh thi quản lý thánh khí Tịnh Hỏa tài quyết, nhưng cuộc chiến thu sơn này, bọn ta đã thất bại, mất hàng chục vạn tinh anh của nhân tộc, họ đã chôn thân ở đây. Tịnh hòa tài quyết đã biến mất, Dương Trần ôm đầu suy nghĩ. Ta nhớ có rất nhiều lần nói chuyện với gia gia, đều nhắc tới nhà lao, xiềng xích. Có vẻ đúng là Dương gia ta đang gánh vác một sứ mệnh lớn nào đó rồi. Lúc này bên trong bộ xương lại không ngừng tỏa ra ngọn lửa. Dương Trần thấy nó tiến nhập vào trong cơ thể mình thì hoảng hồn la lên. Hà, đây là thứ gì? Nó vào cơ thể ta rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay thì hãy để lại cho chúng mình một like và một bình luận để nhanh ra tập tiếp theo nha. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye!